Xin chào các bạn đến với kênh của mình. Các bạn ơi, hôm nay mình vừa mua được một bộ ô tô đồ chơi điều khiển này rất là đẹp các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ khui hộp để cho các bạn xem nhé. Bây giờ mình sẽ mở nha các bạn ơi. Wow, là một bạn ô tô xe điều khiển các bạn ạ. Đây là một bạn ô tô tải có màu vàng và màu đen các bạn ạ. Wow, bạn ô tô này có rất là nhiều bộ phận các bạn ạ. Bánh xe này, kính xe này và có cả xe tải nữa các bạn ạ. Có cả thùng chở nữa. Rất là đẹp các bạn ạ. Còn đây là sạc pin và cánh ốc vít các bạn ạ. Và một cái điều khiển để điều khiển bạn ô tô này các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ thử lắp pin vào để điều khiển xe nhé các bạn ơi. Đây là một viên pin 3,7V. Bây giờ mình sẽ lắp pin này vào nha các bạn. Ôi các bạn ơi, nó lắp pin ở đâu nhở? Nó lắp pin ở đâu nhở? Nếu các bạn biết thì các bạn hãy bình luận ở dưới nhé. Ồ, không biết pin lắp pin ở đâu nhở các bạn nhở? Ôi, đây rồi các bạn ơi. Hóa ra là ở đây các bạn ạ. Wow. Mình sẽ cho pin vào nhé các bạn. Mình sẽ gắn cái này vào. Wow, các bạn ơi, mình đã lắp được pin vào rồi. Mình sẽ đậy vào và chơi thử ô tô nhé các bạn. Mình sẽ lắp vào. Bây giờ mình sẽ bật công tắc lên nhé các bạn ơi. Wow, đẹp quá các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ test thử xe nhé các bạn. Wow, đây là đổ cát xuống hay đổ đất xuống này các bạn. Đây là một xe ben các bạn ạ. Wow, xe này khá là tự động và rất là bền luôn các bạn ạ. Đi thôi. Wow. Wow, xe này chạy nhanh quá các bạn ạ. Mình sẽ lùi đằng sau. Wow, xe này có vòng tròn nữa các bạn ạ. Xe này rất là đẹp các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ thử xoay 180 độ xe này nhé các bạn. À, đây là đổ cát hay đổ đất xuống các bạn ạ. Vậy là mình đã mở hộp xe và thử xe cho các bạn xem rồi. Video đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video hay, các bạn hãy đăng ký kênh và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào tạm biệt các bạn.